Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Tiền YouTube 2019. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn chủ đề hay để làm YouTube kiếm tiền. Và chủ đề thì có rất nhiều, chứ không riêng gì một vài chủ đề. Vậy cách chọn chủ đề là như thế nào? Mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn một trong những chủ đề mà các bạn chuẩn bị làm. Thì trước tiên các bạn phải xác định được các bạn thích cái gì, các bạn có khả năng đặc biệt gì. Các bạn, ví dụ như các bạn thích động vật nè, hoặc là thiên nhiên, là nấu ăn, trang điểm, hoặc là thích bất cứ thứ gì các bạn thích, nó đều là ý tưởng cho cái kênh YouTube của các bạn. Thì khi mình muốn làm một cái ý tưởng mà mình thích thì các bạn cần chuẩn bị một quyển tập và cái bút. Để làm gì? Khi mà mình lên một ý tưởng thì nó chỉ thoáng qua trong đầu mình thôi, và vài tiếng sau thì các bạn sẽ quên đi. Cái ý tưởng của mình nó chợt mất đi thì rất là tiếc. Cho nên các bạn nhớ lúc nào, nhớ cái gì và nghĩ ra cái gì, các bạn nên ghi vào cái cuốn sổ đó, để sau này mình tiện cho cái việc mình mỗi lần mình nhìn cái sổ đó là mình nhớ lại cái ý tưởng đó, và mình ra một cái kế hoạch cụ thể để mình làm video. Và các bạn khi xem cái video hướng dẫn này của tôi, các bạn sẽ thắc mắc là tôi đang hướng dẫn cho các bạn cách sell video hoặc là làm chủ đề để kiếm tiền YouTube, mà lượt xem video của tôi lại ít lượt xem, lại ít người đăng ký nữa. Các bạn sẽ thắc mắc như vậy đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho các bạn coi tại sao video của tôi và lượt view của tôi, người đăng ký của tôi lại ít đến như vậy. Thì đây là cái trang web của tôi. Đây là 18 người đăng ký nha. Còn đây là 367 lượt xem. Thì các bạn sẽ vào cái phần giới thiệu này. Các bạn để ý đây, tôi đã tham gia ngày 13 tháng 2 năm 2019. Thì hôm nay chỉ là ngày 2 tháng 4 năm 2019 thôi, có nghĩa là chưa được 2 tháng nha các bạn. Cho nên lượt view và lượt sub nó ít là nó có nguyên nhân của nó. Nếu các bạn muốn phát triển một cái kênh YouTube của mình thành công thì các bạn cần phải có thời gian, các bạn phải có sự kiên nhẫn và nhẫn nại. Và khi các bạn kiên nhẫn, các bạn cứ thường xuyên cập nhật những cái video mà các bạn thích, các bạn up lên YouTube, và những video của các bạn nó chất lượng thì một ngày gần nhất tôi tin chắc các bạn sẽ thành công. Cái đó không phải là ước mơ đâu nha các bạn, đây là sự thật. Các bạn chăm chỉ làm việc thì các bạn sẽ gặt hái được thành công. Tôi truyền đạt cho các bạn như vậy không phải là ba hoa bốc phét gì đâu, mà tôi muốn cho các bạn biết khi mình làm đúng cách, mình có một cái niềm đam mê thì kết quả trái ngọt nó sẽ đến với chúng mình, tất cả mọi người, và ai cũng có thể làm được. Rồi quay ngược lại với cái chủ đề là mình nên chọn chủ đề nào để làm video, thì tất cả những chủ đề các bạn chọn đều có lượng người xem nhất định. Là chủ đề nào cũng có người xem hết nha các bạn. Không nhất thiết là phải ăn theo phong trào như troll hay là thử thách này nọ vân vân và la la vậy đó. Thì chủ đề các bạn nên chọn, tôi sẽ gợi ý một vài cái ý tưởng cho các bạn tự suy nghĩ và tìm kiếm cái chủ đề thích hợp cho riêng mình. Ví dụ như các bạn đang ở nước ngoài, đúng chưa? Các bạn ở nước ngoài thì đó là lợi thế rất lớn dành cho các bạn. Vì sao? Mình ở nước ngoài nè, thì mình sẽ quay, mình chia sẻ lại những cái gì mà mình thấy nó ở bên đó, và mình tìm hiểu nó. Nếu mà mình không rành thì mình có thể lên mạng, mình lên Google, mình search, mình tìm ra.
rồi mình làm một mình dựng thành một cái video rồi mình chia sẻ cho những người xem Việt Nam chúng ta biết. Đó là một lợi thế của các bạn. Tại vì khi các bạn nhiều người á, thì mình nghĩ là đôi khi người ta làm vlog á, người ta rất mặc cảm. Thứ nhất là mặc cảm về ngoại hình nè. Thứ hai là người ta ngại ngùng trước ống kính, giống như mình ngại ngùng trước ống kính. Mình chỉ để tiếng nói lại thôi. Tại vì cái nhan sắc mình không có, cho nên mình giấu cái mặt mình đi. Mình chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã làm YouTube bao năm qua, mình hướng dẫn cho các bạn. Mình xin nhắc lại, mình đã có hai kênh YouTube bậc kiếm tiền là hai kênh anime. Mình chỉ làm về anime thôi. Còn những cái video hướng dẫn này á, là lần đầu tiên mình làm trong 5-6 cái video này nè. Là lần đầu tiên mình làm, cho nên cái lời thuyết trình của mình á, hoặc là cái lời hướng dẫn của mình nó có váp hay nó gượng gạo á, lặp đi lặp lại, các bạn cũng nên thông cảm cho mình. Và chọn chủ đề nào cho thích hợp, giống như mình đã nói với các bạn lúc đầu, thì các bạn thích cái gì các bạn làm cái đó. Nếu các bạn có một cái khả năng đặc biệt, một cái năng khiếu gì đó, thì các bạn nên làm về những thứ đó. Và làm xong, khi làm xong các bạn nên trước khi làm xong hoàn thành một cái video, các bạn nên xem lại một vài lần, coi chỗ nào nó có bị cái gì đó thì mình cắt bỏ nó đi. Mà khi các bạn làm video đăng YouTube á, nhất là làm vlog, thì các bạn nên biết ít nhất là một cái phần mềm về cắt ghép chỉnh sửa, thì sau này cái việc làm video của mình nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Bây giờ nha, mình nói ví dụ, bây giờ các bạn đam mê về xe, các bạn làm về xe, các bạn có thể làm khác đi với những cái video khác của những người đi trước, người ta đã làm rồi, thì mình làm đi, mình chế nó lại, mình hài hước lên một tí. Mà khi các bạn muốn làm video có lượt view khủng và nhiều người đăng ký kênh, hoặc là lượt view nhiều á, các bạn tôi mẹo nha, cái này là mẹo đó, các bạn có đủ tự tin để mình thể hiện một cái cá tính mà điên điên khùng khùng không? Cái này tôi không xúi dài các bạn, mình chỉ làm một vài cái video thôi, dạng điên điên khùng khùng á, người ta thấy lạ, người ta sẽ vào xem. Mà một khi đã xem rồi thì cái video của bạn sẽ đề xuất và cái kênh của bạn nó sẽ phát triển. Khi mình làm một vài cái video điên điên khùng khùng dở dở đó rồi, đã kiếm được một số vốn nho nhỏ, thì mình bắt đầu mình chuyển lại làm một người bình thường. Đó là cái mẹo làm YouTube, các bạn nên nhớ. Thì chủ đề các bạn làm phim hả, âm nhạc hay thể thao hoặc John, khi mình làm mình ăn theo những cái thể loại đó thì mình sẽ khó được ăn đề xuất của YouTube lắm. Tại vì những cái kênh đó người ta đã có một lượng người xem nhất định rồi, và khi người ta gõ từ John lên sẽ hiện những cái kênh mà phát triển đó trước, còn các bạn thì lâu lắm. Các bạn nhớ chưa? Còn thể thao nè, phim ảnh nè, âm nhạc, trẻ em, chính trị, bốn cái chủ đề đó đặc biệt nhạy cảm. Nếu các bạn đã chọn bốn chủ đề đó để mình làm thì các bạn phải nhớ, ví dụ như phim ảnh, vấn đề về bản quyền rất là gắt, cho nên những người làm phim, cái kênh của người ta sẽ chết lúc nào không hay, không có lâu bền đâu. Vì vậy những người làm chuyên về phim, âm nhạc,
rồi thể thao này nọ, người ta luôn có sẵn ba bốn kênh sơ cua người ta để đó. Nếu mà các bạn đã làm như vậy, làm cái chủ đề như vậy thì các bạn cũng nên làm ba bốn kênh. Mà một kênh để làm đã khó rồi, làm ba bốn kênh thì thời gian đâu mà quản lý. Cho nên các bạn nên tập trung vào cái phần content, content tự xử mình tự quay mình, hoặc là tự tự mình sáng tạo ra một cái video nào có ý nghĩa. Và YouTube càng ngày càng cải thiện cái công nghệ AI mới nhất, những cái video có nội dung xàm, bạo lực và chính trị, những cái kênh đó sẽ từng dần dần bị lược bỏ. Và các bạn muốn kiếm nhiều tiền, nó nằm ở lượt view. Đúng, chính xác như vậy. Nhưng mà trong cái lượt view đó, người ta xem cái video của bạn, nó có ảnh hưởng mạnh đến một cộng đồng, thì dù ít lượt view, tiền kiếm vẫn được nhiều. YouTube nó luôn đánh giá cao những cái kênh YouTube có tính sáng tạo như vậy. Và tại sao nó lại chọn những kênh như vậy? Đó là cách giáo dục cộng đồng tốt nhất hiện nay. Cho nên các bạn nên nhớ, một khi mình đã chọn chủ đề rồi, mình phải chọn chủ đề nào đó nó mang tính là giáo dục nè, mang tính nó thực tế một chút xíu thì nó sẽ hay hơn là những cái troll triết rồi làm mấy cái clip mà xàm xàm. Thật ra là mấy cái clip xàm hiện nay á, các bạn lên các bạn thấy á, YouTube clip xàm rất là nhiều, và người ta kiếm được hàng trăm triệu từ những cái clip xàm đó. Nhưng mà các bạn xem xong rồi, các bạn có để lại gì được trong đầu không? Mình nghĩ là không có cái gì lọt lại trong đầu mình hết. Mình xem để mình giải trí thôi, xem xong rồi quên. Còn những mình làm những cái nội dung mà có kiến thức á, thì người ta sẽ nhớ, người ta sẽ cảm ơn bạn. Và cái kênh YouTube sẽ cảm ơn bạn vì các bạn đã truyền tải những thông tin bổ ích cho cộng đồng thế giới. Thì hôm nay mình chỉ nói ngắn gọn về cái vấn đề mà chọn chủ đề làm YouTube kiếm tiền. Nếu các bạn thấy kênh của mình bổ ích thì cho mình một like, một sub. Và các bạn có thắc mắc cái thứ gì á thì các bạn có thể để lại bình luận phía bên dưới. Khi rảnh mình sẽ trả lời và giải đáp những cái câu hỏi của các bạn trong khả năng của mình. Cái này là mình làm khi tối mình đi làm về, mình rảnh rỗi mình làm thôi, chứ công việc của mình là mình vẫn đi làm bình thường. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy yêu mến mình thì nhớ cho mình một sub. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn sau. Bye bye.